Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Đô Hải Phòng nha. Trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì rất mong tất cả mọi người đi qua kênh và nhấn nút chuông giúp em và đăng ký kênh giúp em để không bỏ lỡ qua video bên em. Kênh YouTube Thọ Đô Hải Phòng ạ, 0937481666. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và ngay bây giờ em lên được vài cây vang số và cơ lai số các bác nhá. Lưu ý là em sẽ báo giá từng cây một cho các bác lựa chọn luôn, đỡ mất thời gian các bác hỏi đi hỏi lại các bác nhá. Rất cảm ơn. Đây ạ, ngày hôm nay có 5 cây thôi các bác nhá. Vì hiện tại giờ hàng nó cũng không có nên là cứ sưu tầm được cây nào, dọn được cây nào là em đăng lên luôn cho các bác. Và các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để khi có video cái là mọi người có thể là lựa chọn được hàng luôn. Vâng ạ, ngày đầu tiên, con đầu tiên. Đây ạ, con HS90B. Con này thì nó không có xa lạ gì tất cả anh em rồi. Đây là con vang của Đài Loan các bác nhá. Vang của Đài Loan chạy chip analog device 21375. Đấy, của Mỹ các bác nhá. Vì xanh tím cực đẹp luôn. Đấy, máy đẹp cấu cạnh luôn các bác nhá. Không phải suy nghĩ luôn. Đấy, thì con này nó có một con thôi. Cái con này thì nó phần mềm đầy đủ cho bác luôn. Eco mới dì vợt của nó thì đỉnh luôn rồi, không phải suy nghĩ. Các bác nhá. Eco dì vợt đỉnh luôn. Ok. Đấy, rất nhiều ngõ ăn chơi luôn. Pick sau, ok. Con này em có một con bán kỷ niệm cho anh em giá 1.500.000 đồng. Bao ship, bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Bao ship toàn giường các bác nhá. 1.500.000. Đấy, mặt mũi ok. Đấy, mặt mũi ok. Mặt mũi ok luôn. Ok, em tháo cho anh em xem rồi. Còn một số con nó tháo khó thì em sẽ không tháo. Ok. Đấy, 1.500.000 đồng. Ok. Audio King HS90B. Đấy. Ok, xong con đầu tiên. Đấy, bác nào nhắn tin luôn, con này vang số các bác nhá. Đây con vang này con mở MV900 các bác nhá. Con phần mềm có đầy đủ chạy chip DSP. Đấy, chạy chip DSP của Mỹ các bác nhá. Chạy chip DSP của Mỹ. Con này thì nó chạy chung chip với con D4 CPU của Tích đấy ạ. Eco con này thì miễn bàn giúp em. Riêng dòng này Eco thì không phải chê đâu đâu vào đâu được nữa ạ. Cực mượt các bác nhá. Eco cực mượt luôn. Đấy, Eco cực mượt luôn. Và giá con này cũng 1.400.000 đồng thôi. Chỉ có 1.400.000 đồng thôi. Vang đời cao các bác nhá. Toàn dòng vang đời cao. Eco y như con D4 luôn ạ. Không khác cái gì luôn. Đấy. Nhiều cổng ăn chơi cho các bác luôn. Đấy. Y như D4. Giải mã con này là đây ạ. Rất là chất các bác nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Đấy, con này 1.400.000 đồng. Bao ship bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Ok chưa? Đấy, con này thì nó có cực mượt thôi. Đẹp luôn, vang số. Nhưng dòng này các bác về chơi chỉnh không phải xí lăn tăn vào đâu được luôn ạ. Đấy, ok. Con này chính là con vang Gutim các bác nhá. Con vang Gutim. Đấy, ok. Con cơ lai số các bác nhá. Cơ lai số. Đấy, cơ lai số. Trông ngũ đầy đủ luôn cho các bác luôn. Riêng vang nhại con này thì miễn bàn các bác nhá. Vang nhại cái dòng này thì tuyệt vời mà trời rồi. Đúng ạ. Tuyệt vời mà trời, nó có tên có tuổi trên thị trường rồi. Con này giá là 1.500.000 đồng các bác nhá. 1.500.000 đồng đang cơ lai số. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 1.500.000 đồng. Đấy, hàng bãi các bác nhá. Bao ship cho anh em bảo 1 tháng cho anh em luôn. Đấy. Tất cả bác trùng check effect phát chỉnh hết bên ngoài luôn. Ok chưa? 1.500.000 đồng. Ok chưa? Và con vang này là con vang ETC hàng công nghệ của Mỹ các bác nhá. ETC 1.0 hàng công nghệ của Mỹ. Đấy. Phần mềm có đầy đủ cho anh em luôn. Eco dì vật cực ngon. Phần mềm có đầy đủ chỉnh tay ok. Đấy, mặt máy sạch sẽ đẹp đẽ ngon này. Đấy. Hàng bãi. Giá 1.400.000 đồng. Bao ship bỏi 1 tháng cho anh em. Ok chưa? Vì là thời gian nó có hạn nên em phải review thật nhanh cho các bác luôn. Vì những cái dòng này các bác chỉ cần đánh tên ở trên mạng cái là có luôn. Hay không cần phải suy nghĩ gì luôn ạ. Ok. Con này 1.400.000 đồng. Và riêng con này là con collection hàng của Đài Loan. Có cổng quang đầy đủ các bác nhá. Con này cũng có cổng quang đầy đủ đấy ạ. IC 1.0 có cổng quang đầy đủ các bác nhá. Cổng quang đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, con này cũng cổng quang nhưng mà hiện tại em chưa nhớ là con này có phần mềm hay không. Nên là em sẽ bán cho anh em giá 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng thôi. Bao ship các bác nhá. Con này chỉnh tay lưu tay thoải mái vô tư. Ok chưa ạ? Và em sẽ sơ lược cho các bác một số các cái sản phẩm lại cho các anh em luôn. Đây ạ, con vang Audio King của Đài Loan HS90B chạy chip Mỹ. Con này 1.500.000. Con MV900 này. Con MV900 này. Đấy. Là 1.400.000 đồng. Con nhá, con thứ hai. 1.400.000 đồng con thứ hai. Con thứ ba này là con vang Gutim K5 các bác nhá. Gutim K5. Con này giá 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng. Con này là 1.400.000 đồng con vang ETC. IC 1.0. Đấy, con này cổng quang đầy đủ các bác nhá. Con này là con collection. Em chưa nhớ là có phần mềm hay không nhưng khả năng có phần mềm đấy ạ. Đấy, con này giá 1.100.000 đồng. Đấy, nhưng mà em sẽ bán giá đây là giá không phần mềm luôn. Còn có phần mềm em sẽ to cho anh em luôn. Không cần phải suy nghĩ. Vì trước em nhớ em có phần mềm con này nhưng mà không nhớ để ở nào nữa. Con này cổng quang đầy đủ lưu tay thiết toàn vô tư luôn. Đấy. Ok. Bác nào có nhu cầu mua sản phẩm thì bên em có thể gọi điện trường thoại trực tiếp cho em số điện thoại đây ạ. 0937481666 hoặc là Zalo số này của em luôn các bác nhá.
Zalo số này luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video nha.